Thưa quý vị và các bạn, mùa hè luôn là thời gian cao điểm và sôi động để các bạn trẻ tham gia các chiến dịch thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Với tinh thần luôn xung kích đi đầu, các bạn đoàn viên thanh niên thuộc các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã và đang thực hiện những công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Phóng sự Dấu chân tình nguyện sau đây chính là câu chuyện đẹp đẽ, hồi tụ tấm lòng sẻ chia và tinh thần năng động của tuổi trẻ tỉnh nhà. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng ở các xã vùng cao thuộc huyện Hướng Hóa, những cơn mưa bất chợt kéo dài không phải là chuyện hiếm. Bởi vậy, đường vào thôn Xà Rô, xã Ba Tầng vốn đã khó đi, nay lại càng lầy lội. Cách trung tâm chỉ gần chục km, nhưng mỗi lần có việc cần, bà con trong thôn phải mất rất nhiều thời gian đi lại. Hành trình thì lại khó khăn như thế này. Con đường độc đạo dẫn vào thôn bị các chuyến xe tải lần lượt cản nát. Sau khi khảo sát địa hình và có những chuyến làm việc tiền trạm với địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị sớm chọn thôn Xà Rô, xã Ba Tầng làm một trong những điểm đến của chương trình tình nguyện mùa hè năm nay. Tại đây, gần 100 bạn đoàn viên thanh niên đã phát huy sức trẻ của mình, làm việc cật lực trong vòng 2 ngày để sửa chữa bê tông hóa những đoạn đường hư hỏng. Để hoàn thành nhiệm vụ, hai công đoạn khó nhất chính là đảm bảo mặt bằng và vận chuyển nguyên vật liệu từ miền xuôi đến tận bản. Địa hình đồi dốc, nhiều đoàn xin lầy. Tuy nhiên, tất cả không làm khó được sự hăng hái, lòng nhiệt tình của các bạn trẻ. Trời hay mưa, đường là rất đi lại rất khó khăn trong nhân dân và các kỳ học sinh, cả đường hay bị tắt. Từ đây tôi là thay mặt trong lãnh đạo của thôn, vì tôi rất cảm ơn các đoàn hỗ trợ cho bà con, còn đường được đi lại. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Quảng Trị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai sôi động với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, các phong trào hoạt động được chia thành nhiều đợt với các nhóm hoạt động đặc thù, cùng với những tên gọi chiến dịch khác nhau. Như trong đợt ra quân diễn ra tại Hướng Hóa vào cuối tháng 7 năm nay, hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc các cấp bộ đoàn đã tham gia cùng lúc 4 chiến dịch mang tên Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Tham gia chiến dịch mang tên gọi Kỳ nghỉ hồng, trong những ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi, các bạn trẻ thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh đã thể hiện sự thảo vát của mình thông qua việc san lấp mặt bằng, xây dựng khuôn viên và thảm bê tông cho hơn 100 mét sân trường, đảm bảo nơi sinh hoạt, vui chơi cũng như học tập lành mạnh cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Thì khi mà đến với cái điểm trường Xà Rô ở xã Ba Tầng thì chúng tôi mới thực sự thấy được cái hoàn cảnh của bà con rất khó khăn. Cái đường đi lại rất là trở ngại và cái khối lượng công việc, và do thời tiết không thuận lợi cho nên là khối lượng công việc khá nhiều. Nhưng mà chúng tôi là tinh thần tuổi trẻ sẽ cống hiến hết mình và sẽ hoàn thành nhiệm vụ là trong cái kế hoạch đề ra. Để tiến hành được cái công trình ngày hôm nay thì trước đó thì đoàn khối cũng với các cơ sở đoàn trực thuộc của tỉnh đoàn cũng đã tiến hành khảo sát tiền trạm tại điểm trường Xà Rô và khảo sát được cái nhu cầu của bà con, cũng như là điểm trường ở đây là cần có một sân trường bê tông, cho nên là trong quá trình chuẩn bị thì về nguyên vật liệu thì cũng đã tập kết tại điểm trường, cũng đã có sự vận động đối với các cơ sở đoàn để trao tặng cho điểm trường một cái sân trường bê tông. Những bản làng miền núi, vùng sâu vùng xa luôn là điểm đến quen thuộc của các đoàn tình nguyện. Bởi nơi đây
đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. Từ những nhu cầu căn bản như cái ăn, cái mặc đến việc đi học hay nhu cầu chăm sóc y tế, bà con đều rất thiếu thốn. Nhiều năm nay, đã không biết bao nhiêu lần các bạn trẻ thuộc Hội Thầy Thuốc Trẻ tham gia các đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con như thế này. Thấu hiểu sự nghèo khó của mọi người, những y tá, bác sĩ trẻ luôn ân cần thăm hỏi, đồng viên và khám bệnh nghiêm túc cho từng người. Từ những cụ già mỗi khi có bệnh không có điều kiện về xuôi, đến những đứa trẻ suy dinh dưỡng không được chăm sóc chu đáo như ở đồng bằng, ai ai cũng nhận được sự tư vấn tận tình từ những tình nguyện viên mang áo blue trắng. Trừ thì họ cho thuốc thì mẹ cảm ơn. Bên đồng, ngoài đồng hà với bên cả xanh đến là mẹ cảm ơn hung họ cho thuốc vì mẹ là hay đau ôm. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Quảng Trị khởi động đến nay đã hơn một tháng. Hơn nữa, chặng đường đã đi qua, nhiều phong trào, chiến dịch, cuộc vận động đã phát huy được hiệu quả. Có thể kể đến cuộc vận động tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới, đăng ký đảm nhận tu bổ, sửa chữa hàng chục đoạn đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng 6 con đường thanh niên, thành lập mới 14 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư. Các cấp bộ đoàn đã chủ động triển khai ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động chỉnh trang đô thị và bóc dỡ biển quảng cáo trái phép, xóa điểm đen về môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông. Đặc biệt, từ ngày 27 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chiến dịch tình nguyện quốc tế tại huyện Mường Nòn, tỉnh Sa Văn Na Khẹt, Lào với sự tham gia của 20 y bác sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên, tổ chức các chuỗi hoạt động có ý nghĩa như khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người dân, trao tặng 1 tấn gạo, 0,5 tấn tinh bột sắn, 0,5 tấn muối, 4.000 quyển vở và nhiều nhu yếu phẩm khác cho nhân dân huyện Mường Nòn với tổng trị giá chiến dịch gần 200 triệu đồng. Chúng tôi cảm thấy ở đây rất là nhiều đồng bào còn nhiều khổ cực, và đặc biệt là về sự tiếp cận và dịch vụ y tế là còn rất kém, đặc biệt là sự hiểu biết của đồng bào đối với bệnh tật cũng như là về các phong cách phòng bệnh cũng là còn hạn chế. Do đó, qua đây cũng đội ngũ của bác sĩ trẻ chúng tôi sẽ có những kiến thức cơ bản để tư vấn cho bà con đồng bào cũng như là khám và cấp phát thuốc nhằm để chữa bệnh. Đây là cũng một trải nghiệm tốt cho cả bác sĩ trẻ chúng tôi để thấu hiểu được cái nỗi khó khăn và sự cần thiết anh em chúng tôi phải là lên đường và để mang cái kiến thức đã học để đem về đến với đồng bào của dân tộc của nước Việt Nam mình cũng như là nước bạn Lào. Qua hơn nửa chặng đường, có thể khẳng định chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Quảng Trị đang được triển khai sôi động với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội địa phương, vừa hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên thanh niên, vừa tạo ra môi trường rèn luyện cụ thể để đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành. Chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.